khán giả, nếu như quý vị hay theo dõi chương trình và để ý từng lời chia sẻ từ ban giám khảo thì chắc hẳn là quý vị cũng nhớ đến chi tiết là nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền, cô thường hay nhắc đến một người rất là đặc biệt, đó là nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu. Và đêm nay, nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu sẽ có mặt trên sân khấu này để hỗ trợ cho phần thi của bạn Quỳnh Như. Chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục này. Vòng đưa mẹ ru con ngủ ở trời trưa bóng tròn à à con nhớ tình dòng là con nỡ chim hạ.
bỏ Cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu vì hôm nay nghệ sĩ đã dành thời gian để đến với chương trình Thần Tượng Tương Lai và hát cùng với bé Quỳnh Như ạ. Vâng, cảm ơn quý khán giả. Sở dĩ là Thu Hiền giới thiệu vì nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu bởi vì tôi rất trân trọng chị, cho nên tôi gọi bằng chị, nhưng sự thật là ít hơn tôi rất nhiều tuổi, nhưng mà cái sự trân trọng của người nghệ sĩ nhân dân hát dân ca hay nhất dân ca Nghệ Tĩnh, cho nên là tôi gọi bằng chị. Em cảm ơn chị. Ban giám khảo thấy ngày hôm nay bạn Quỳnh Như đã có tiết mục kết hợp cùng với nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu như thế nào ạ? Như là một trong những thí sinh mà được rất nhiều khán giả yêu thích. Khi mà chú ngồi đây chú chấm từ đầu cho đến bây giờ thì chú thấy cháu vẫn còn một vài cái yếu điểm, ví dụ như là những cái nốt cao của cháu ấy thì nghe nó hơi bị mỏng và manh quá. Cái phần trầm thì nghe rất là chắc, rất là hay, nhưng lên cao nó bị manh như thế. Nhưng hôm nay nhờ có chị nghệ sĩ nhân dân ở đây tương tác với cháu và giúp cháu, cho nên hầu như che lấp được cái điều đó luôn. Chú không thấy gì trơn á. Chú thấy một tiết mục rất là hay. Con cảm ơn chú. Cô Thu Hiền thì cô thấy tiết mục này, sự phối hợp của nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu cùng với bạn Quỳnh Như như thế nào ạ? Thôi, nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu thì hôm nay tôi khỏi phải giới thiệu, mọi người đã được xem và được nghe chị hát rồi. Nhưng mà còn cháu, tôi góp ý một chút xíu. Cháu hát rất dễ thương, cũng như các vòng cháu đã thể hiện những ca khúc mang màu sắc dân ca Nghệ Tĩnh. Nhưng hôm nay cháu hát Thập Ân Phụ Mẫu thì là một bài hát cổ mà rất khó lắm, chứ không phải những ca khúc mà cháu đã hát. Chứ còn nếu mà hát một bài hát khó như này, cho là hôm nay là cháu đã hoàn thành tốt. Và chúc mừng cháu. Chúng ta mừng cô. Xin có một cái ý kiến là cái số trước lúc cháu nói là cháu được cô nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu chỉ dẫn cho cháu, thì chú cũng có nói là chú được chưa diện kiến cô ấy và chưa được nghe cô ấy hát, và hôm nay chú đã được thấy, đúng là nghệ sĩ nhân dân. Và xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu vì ngày hôm nay ạ. Ốc ơi, xin lỗi. Thì thật ra là sẵn ở đây là em xin lỗi là cô Lựu, là tại vì có nghe là cô Hiền có nói về cô nhiều, nhưng mà thật sự em cũng giống như anh Linh là cũng chưa bao giờ được diện kiến. Cho hồi nãy trong cái phòng make up có trò chuyện với nhau nhưng mà không biết, cho nên là chưa có chào. Bây giờ thì xin lỗi quý vị. Cô Lựu chào cô Hiền. Sao ạ? Dạ, tại vì em thì trong tiết mục này em không dám nói nhiều về nhận xét nhiều, nhưng mà qua cái bài này chỉ nhìn thấy được một cái điều rất là rõ ràng, đó là cái cách hát của cô khi mà hát với bé Như á, thấy có một cái sự nâng đỡ vô cùng luôn đó. Con rất là hạnh phúc bởi vì các bé được một cái thế hệ người đi trước mà một nghệ sĩ nhân dân mà dìu dắt để chỉ dạy cho con, thì cái đó nó giống như là một cái tiếp nối của nâng đỡ cho thế hệ trẻ sau này. Và hy vọng rằng các bé cũng như là bản thân của em cũng vậy nữa, có thể nhận được những cái chia sẻ, những cái góp ý của những thế hệ đi trước để cho mình càng ngày càng tốt hơn. Vâng, cảm ơn ca sĩ Cẩm Ly. Khi mà cái chương trình Thần Tượng Tương Lai mà cháu Quỳnh Như được đi vào đây ấy, thì Hồng Lựu cảm thấy rất là hạnh phúc. Và khi cháu nó báo là con được đi vào rồi, quả thật mà nói là ở nhà là bà cảm thấy rất là xúc động. Và đây là một cái sân chơi cho các cháu để ươm mầm những cái tài năng nghệ thuật, đặc biệt là cái dòng dân ca nói riêng và dân gian. Thì Hồng Lựu xin thay mặt cho các cháu, xin chân thành thay mặt cho cháu Như xin chân thành cảm ơn cái chương trình đã cho Hồng Lựu được vào tham gia cùng với cháu và các cháu để biết được thêm một cái sân chơi mà rất là bổ ích. Cháu xin chân thành cảm ơn ban giám khảo và toàn thể quý khán giả. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô Hồng Lựu ạ. Cảm ơn cô. Chúng ta đã có một sự kết hợp giữa hai cô cháu. Và bây giờ trước khi bạn Như vào trong thì mong rằng là ban giám khảo có thể chia sẻ riêng về bạn Như trong tiết mục này. Một vài lời chia sẻ nữa để bạn Như nếu có cơ hội đi tiếp thì bạn ấy sẽ khắc phục được tất cả những gì mà bạn chưa làm được ở vòng này ạ. Cô Cẩm Ly ơi, cô Cẩm Ly nghĩ rằng là ngoài những gì mà chú Linh hồi nãy có nói về Quỳnh Như á, thì còn điều gì mà bạn Như nên nhớ để làm tốt hơn nữa không ạ? Con thì cô biết cái độ ngọt ngào mềm mại của con rồi, nhưng mà cô rất là mong
mong thấy được cái sự bứt phá của con ở những cái vòng tiếp theo. Nếu con được đi vào trong, con muốn thấy cái sự bứt phá. Tại vì cái độ chắc chắn an toàn của con nó có rồi, cô rất muốn nhận thấy cái sự bứt phá của con để mình có thể vượt qua chính mình, để mình có thể có khả năng mình đi sâu vào trong nữa. Dạ, cảm ơn cô. Con sẵn sàng bứt phá chứ Quỳnh Như? Dạ. Nhưng mà trước tiên thì phải chuẩn bị thật tốt cho phần thi thứ hai trong đêm thi hôm nay của mình, đúng không? Dạ.